Nam Từ lên tiếng về ồn ào ôm bạn diễn nam đã có vợ sau loạt nghi vấn hẹn hò. Thúy Ngân chốt cuối năm cưới, hé lộ thân thế không vừa của nghi phạm tống tiền Lee Sun Ki Un thực hư về tình bạn dạn nứt của Puka Khả Như Trấn Thành Trường Giang, từng là cặp bài trùng, giờ ra sao? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Nam Từ lên tiếng về ồn ào ôm bạn diễn nam đã có vợ. Tôi xin rút kinh nghiệm. Nữ diễn viên thẳng thắn đối diện với những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Nam Từ không ngại khi nhắc đến ồn ào có cử chỉ thân mật với diễn Quang Tuấn. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi tới khán giả và rút hiệp. Nam Từ thẳng thắn bày tỏ, tôi và anh Quang Tuấn như ruột thịt, học chung trường, cùng góc miền Trung. Anh ấy có vợ rồi nên dẫn như vậy hơi quá đáng. Vui thôi nhưng anh em tôi vui quá. Tất nhiên, tôi cũng biết vậy, để rút kinh nghiệm, tôi cư xử với đồng nghiệp hơi thoải mái. Tất nhiên, sau này bản thân cũng rút kinh nghiệm, xin lỗi tất cả khán giả đã khó chịu vì bức hình. Thứ hai, xin lỗi các chị vì đã ghen dùm, em xin rút kinh nghiệm. Trước đây, nữ diễn viên nhiều lần bị công chúng chỉ trích vì liên tục có hành động ôm ấp và cử chỉ thân mật với một số đồng nghiệp nam, đặc biệt là những người đã có gia đình, chẳng hạn như với Quang Tuấn, tình cũ Quách Ngọc Tuyên. Chứng kiến những tương tác của Nam Thư, nhiều khán giả cảm thấy nóng mặt, số đông chỉ trích cô có hành động thân mật thái quá, đụng chạm kém duyên. Trước những lời chỉ trích của cộng đồng mạng tại thời điểm đó, Nam Thư thẳng thắn đáp trả, dạ thưa mấy anh chị vô ghen dùm. Em biết em đăng lên là mấy anh chị vô la vô giày em, nhưng mà em vẫn đăng là mấy anh chị hiểu em không ngại gì rồi. Mong anh chị ủng hộ phim mới sắp tới của hai anh em ạ. Bao sợ. Sau loạt nghi vấn hẹn hò, Thúy Ngân chốt cuối năm cưới. Động thái mới của nữ diễn viên khiến cư dân mạng chú ý. Từ lâu, Thúy Ngân vốn nổi tiếng là mỹ nhân kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên đã lần đầu tiên chia sẻ về dự định kết hôn vào cuối năm 2024 khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Cụ thể, Thúy Ngân đã chủ động nhắc đến chuyện cưới xin khi đu chen tiên tri năm 2024. Khi xoay vào ô dự đoán cuối năm cưới, nữ diễn viên có biểu cảm ngỡ ngàng rồi bật cười ngại ngùng. Người đẹp chia sẻ, mới qua năm mới mà bất ngờ quá. Tuy nhiên, đây chỉ là màn hưởng ứng phong trào vui vẻ của nữ diễn viên chứ bản thân cô chưa hé lộ về dự định kết hôn trong năm 2024. Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ bị gia đình, đặc biệt là bố thúc giục nên lập gia đình sớm. Nữ diễn viên chia sẻ, bây giờ tôi cũng 30 tuổi rồi chứ chẳng trẻ trung gì nữa, cũng muốn nghe lời gia đình và đi lấy chồng. Nhưng rõ ràng, sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không thể dừng lại lúc này được. Tôi đã mất 10 năm trời lăn lộn trong nghề này, đến bây giờ mới có được một chút danh tiếng, thành công, công việc ổn định như vậy. Trong showbiz Việt, Thúy Ngân là mỹ nhân được đẩy thuyền với nhiều sao nam đình đám. Cách đây không lâu, Thành Soi khui loạt hình nghi vấn Thúy Ngân và Jack đã có 2 năm yêu kín tiếng. Sau khi dính vào tin đồn này, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tình yêu, hôn nhân. Hé lộ thân thế không vừa của nghi phạm tống tiền Lee Sun Ki Un, một kênh YouTube tiết lộ profile của cô gái tống tiền nam tài từ vụ án Lee Sun Ki Un bị tống tiền vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ công chúng. Trên mạng xã hội lan truyền thông tin nghi phạm tống tiền tài tử 50 triệu won, 933 triệu đồng là cựu diễn viên Park Seo-yeong. Park còn sử dụng đứa con để tống tiền thêm 5 người đàn ông nữa. Tuy nhiên động cơ tống tiền của Park Seo-yeong lại không đến từ khó khăn tài chính. Hôm qua, ngày 3 tháng 1, kênh YouTube Kazakula đã công bố thêm chi tiết về profile của cô gái này. Theo đó, Park Seo-yeong có một chiếc ô tô đắt tiền và gần đây đã xây một căn nhà khá lớn. Công việc ban đầu của cô là điều hành doanh nghiệp bán lẻ của bố. Thông tin này khiến gây nhiều bất ngờ, bởi trước giờ netizen nhận định cô gái này tống tiền Lee Sun Ki Un vì khó khăn tài chính. Theo profile trên Naver, Park Seo-yeong từng đảm nhận vai chính trong một bộ phim vào năm 2012 và đóng vai phụ trong một bộ phim khác vào năm 2015. Tuy nhiên, hành động công khai profile của nghi phạm tống tiền Lee Sun Ki Un lại nhận được những phản ứng trái chiều. Nhiều người lên tiếng ủng hộ các YouTuber thực thi công lý, nhưng cũng có những người khác lo ngại việc công khai danh tính nghi phạm sẽ biến thành một cuộc săn phù thủy. Thực hư về tình bạn dạn nứt của Puka Khả Như, tình bạn toang đúng như lời đồn. Mới đây, cư dân mạng phát hiện Puka đã không còn nằm trong danh sách theo dõi của Khả Như trên Instagram trong khi trước đó. Bà xã Kim Tuấn Kiệt vẫn là một trong số những tài khoản hiếm hoi được Khả Như follow trên mạng xã hội. Hành động của nữ diễn viên càng khiến netizen hoang mang tin rằng tình bạn Khả Như Puka đã toang đúng như những lời đồn đoán trên mạng xã hội từ tháng 11 năm 2023. Puka và Khả Như vướng nghi vấn mối quan hệ xảy ra trục trặc trong suốt thời gian qua. Nguyên do vì netizen phát hiện Khả Như vắng mặt trong những ngày vui của Puka, Kim Tuấn Kiệt. Ngoài ra, cô cũng không có bất cứ động thái chúc mừng nào tới cặp đôi. Cho đến ngày 20 tháng 11, Khả Như và Puka chính thức chạm mặt tại đám cưới Phương Lan, Phan Đạt. Cả hai tương tác, nói chuyện với nhau và trong một khoảnh khắc, Puka còn khéo léo nhắc Khả Như răng bị dính son. Có thể thấy, phản ứng khi đụng mặt của Khả Như và Puka sau những tin đồn rạn nứt khiến nhiều người bất ngờ và bàn tán. Puka từng lên tiếng trải lòng về những mối quan hệ của mình. Thất bại của tôi là về mối quan hệ bạn bè với nhau thôi. Đó là những cái tôi cảm thấy thật sự thất bại, thấy mình luôn hết lòng với những mối quan hệ xung quanh. Đôi khi mình xem các mối quan hệ đó như người thân, anh chị em ruột trong nhà, nhưng đôi khi cảm xúc và sự việc người ta đưa đến không đúng như những gì mình mong muốn. Trấn Thành Trường Giang, từng là cặp bài trùng, giờ ra sao?
nghi vấn bằng mặt không bằng lòng người sụp đổ hình tượng vì loạt ồn ào người là anh lớn được đàn em kính nể, trong khi danh tiếng của Trấn Thành bị ảnh hưởng vì những phát ngôn có phần gây tranh cãi thì Trường Giang lại nhận được nhiều tín nhiệm hơn từ khán giả. Cách đây nhiều năm về trước, Trường Giang và Trấn Thành được xem là cặp bài trùng của showbiz Việt. Ở đâu có Trường Giang người ta sẽ nhìn thấy Trấn Thành và ngược lại, không chỉ đồng hành cùng nhau trên các sân khấu hài, người ta còn nhìn thấy Trấn Thành và Trường Giang xuất hiện trên hàng loạt chương trình lớn nhỏ. Cả hai vừa là cặp bài trùng vừa là đối thủ, cùng nhau phát triển trong một giai đoạn dài. Có thời điểm Trường Giang và Trấn Thành dường như phủ sóng toàn bộ các game show lớn nhỏ. Sự giống nhau của Trường Giang và Trấn Thành còn đặc biệt ở chỗ thời điểm sóng gió của cả hai cùng gần tương đồng nhau. Khi Trấn Thành bị cầm sóng vì phát ngôn ngông cuồng và có phần coi thường khán giả thì Trường Giang cũng nhận chỉ trích vì những lần bàn tán chuyện riêng tư về đồng nghiệp trên sân khấu. Sau những chỉ trích của công chúng, Trấn Thành và Trường Giang đều lên tiếng xin lỗi và tự hứa sẽ hoàn thiện bản thân. Sau khi gắn bó với nhau ở hàng loạt chương trình, một vài năm gần đây cả hai gần như không còn hoạt động cùng nhau. Chương trình nào có Trấn Thành thì thường sẽ không có Trường Giang và ngược lại. Cũng trong giai đoạn này, Trấn Thành hướng tới hình ảnh quý ông lịch lãm với nhiều phát ngôn triết lý và chiêm nghiệm cuộc đời. Khác với hình ảnh mà Trấn Thành hướng tới, Trường Giang lại đi theo hình ảnh một người đàn ông khá bình dân, cách ăn nói có phần bộ bã và gần gũi. Trấn Thành từ danh hài của Vạn Nhà đã nhận phải không ít anti-an từ những phát ngôn có phần gây tranh cãi. Đời sống cá nhân ồn ào của Trấn Thành cũng nhận phải không ít sự mất thiện cảm từ công chúng. Còn Trường Giang, nếu xét về độ nổi tiếng trên mạng xã hội thì có lẽ anh vẫn lép kế hơn so với người đồng nghiệp của mình, nhưng độ hào cảm của công chúng lại tăng lên đáng kể. Những điều mà khán giả phàn nàn về Trường Giang trong quá khứ đã được nam danh hài khắc phục một cách đáng kể. Khác với một Trường Giang có những phát ngôn kém duyên của quá khứ thì Trường Giang ở hiện tại an tĩnh nhiều hơn. Những chương trình mà Trường Giang dẫn dắt được trau chuốt hơn từ những phát ngôn, không bới móc đời tư, nét cười cũng khéo léo hơn trước. Trong mỗi chương trình, có không ít lần Trường Giang khiến nhiều người xúc động vì những chia sẻ chân thành dành cho các thành viên. Mới đây nhất, nam danh hài khiến nhiều người xúc động với chia sẻ chân thành trong đám cưới Kim Tuấn Kiệt và Puka. Lời bộc bạch tâm sự của Trường Giang khiến nhiều người đồng cảm. Nhiều người nghĩ hạnh phúc là phải có nhà, có xe, có tiền, có danh vọng. Nhưng với tôi hạnh phúc nằm ở chữ không. Đó là không tai họa, không ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã, không đau đớn. Cái mình có là để người ta nhìn vào thôi, còn chữ không mới thuộc về mình. Trường Giang và nhiều anh chị đã có gia đình ngồi đây, chỉ có 3 điều để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đó là lắng nghe, chia sẻ và tha thứ. Mối quan hệ thân thiết của Trấn Thành, Trường Giang bắt đầu từ khi cả hai mới bước chân vào nghiệp diễn. Cả hai cũng không ngại cạc hiện nhau trước khán giả hay dành những lời tốt đẹp nói về đối phương. Theo thời gian, Trấn Thành, Trường Giang từng bước xây dựng sự nghiệp riêng. Chính vì thế, từ những người bạn đồng diễn hợp cạ, Trấn Thành, Trường Giang dần bị đặt lên bàn cân so sánh. Cùng với việc hiếm khi xuất hiện chung hay tương tác trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa Trấn Thành và Trường Giang liên tục vấp phải nghi vấn bằng mặt không bằng lòng hay cạnh tranh ngầm. Thế nhưng với những động thái mới nhất, khán giả đã có thể yên tâm phần nào về tình bạn bền chặt của cả hai. Bản tin cung kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.